Rồi, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình đang bán cái máy laptop. Laptop này của mình luôn ha, mình mới dùng. Con này là con Acer. Cái model nó thì mình quên rồi, tí nữa mình lật cái đế nó lên. Nhưng con này là con i7. Con này là hàng Mỹ nhá. Con này là hàng nội địa Mỹ. Nó sản xuất ở Mỹ luôn, nó là hàng xách tay ha. Nói chung là mình thích thích những cái dòng này, thích chơi và thích thích sưu tầm và thích dùng. Con này chính xác là mình mua mình dùng nè. Thì giờ cái hàng của Mỹ thì mọi người thấy nó có một cái đặc thù ha, mình tạm thời mình gấp mắt lại. Cái mặt này nè, nó làm bằng nhôm tản nhiệt, nhôm kim loại hết chứ nó không phải như những cái hàng thị trường của mình nó là mặt nhựa ha. Không? Mọi người công nhận không? Cái mặt, tất cả những cái hàng mà ở Mỹ và một số nước châu Âu nó làm mà để ý hàng xách tay, và hầu như là cái thân, cái khung này nè, tất cả là bằng bằng kim loại hết. Rồi mình cho mọi người coi cái đít, nó nhìn giờ là biết là hàng 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 nước ngoài rồi ha. Tại vì thường là cái hàng bên đó nó có cái chấu này là cái chấu sạc nè, cái bàn tản nhiệt nó cắm vô nè, thường nó đây nè. Máy thì bao rin luôn ha, nói chung mình dùng rất là ổn. Đây là con này model của nó nè, rồi số nó, nói chung mình cũng không có chuyên về tin học, nói chung mình cũng đi làm hành chính thì mình sử dụng một số một đứa thôi. Con này hàng Mỹ nha, đây mọi người có thể tham khảo nó ha. Và ngoại hình thì con này nó còn có đâu 90% á, nói chung nó cũng không bị sức mẻ hết, chỉ có cái nắp của nó hơi 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 ấy xíu đó. Mình view lại cái mấy cái thông số cho mọi người nhìn. Tự vì mình thì nói thiệt sự luôn là mình thích chơi đồ mấy cái đồ này rồi. Còn về chất lượng của nó thì mình khẳng định luôn ha, cái tầm 15 triệu mà bây giờ mình ra ngoài thị trường, mà mình ra ngoài điện máy rồi mình mua á, thực sự nếu mà anh em hỏi thì dân tin học á là biết ha, so với tụi nó không không là gì đâu. Con này thì nội địa thì nó dành cho doanh nhân Mỹ, nó dành cho đối tượng là doanh nhân á. Các bạn có thể search Google. Màn hình của nó thì 15 inch nhé. Con này màn hình 15 inch. Pin biết rồi thì xài cũng rất là tốt ha. Mạng thì chạy bình thường. Rồi mình cho mọi người coi cái thông số kỹ thuật của nó ha. Thì cơ bản thì đó, nó là Core i7 rồi RAM 4GB. Bộ nhớ của con này hình như là 600GB, 500GB chứ, hình như là 520 hay là bao nhiêu đó, mình quên rồi. Cái gì đó là mình đây nè, đây là 66 500 hay sao á, con này có chắc cỡ 500 mấy á đó. Nói chung mình cũng không có chuyên về tin học lắm, mình chỉ dùng thôi. Nhưng mà có một điều chắc chắn rằng là nếu anh em nào mà đang có ý định mua á thì mình để lại cho. Cái tầm 15 triệu mình ra ngoài điện máy, hoặc là mình ra ngoài mình mua hoặc chục triệu đồ, không bằng nó đâu. Có con này là mình nói mấy bạn không tin nhá, hồi trước Tết, cách Tết khoảng 2 tháng mình lấy con này là 8 triệu này. Nhưng bây giờ mình bán lại là 6 triệu ha. Đồ của nó thì hàng xách tay về thì chỉ có cái này với cục adapter thôi. Cục adapter đó, ngoại hình của nó. Còn chức năng đồ mình bao zin hết. Thí dụ như nếu mà anh em mà đã từng mua audio mình thì biết tính rồi, chỉ sợ là người lạ thôi đó. Thì nếu mà anh em nào mà đang có nhu cầu mua đó, thì mình nghĩ là nên lấy con này đi. Nếu mà dùng có cái gì mà bị cái gì đó, mà nó đúng không đúng như mình nói đó, thì cứ trả lại cho mình, đó là mình nói thiệt. Tại vì mình bán hàng audio này cũng uy tín thì cũng lâu rồi, chứ không phải là dân gà mới ra đâu. Bởi vì mình dùng cái này với cái vai ô nữa thì hai ba cái luôn, thì với lại là bán chủ yếu dùng máy tính bảng nữa, không có cơ hội mà đụng với tụi nó nữa, để không nó rất là phí. Con này là mình đang chạy pin, pin nó xài rất là tốt. Nói về độ trâu với độ lì của nó thì thôi mọi người mình không có miêu tả, tại vì nhiều khi nhiều người nói nó khó, nhưng mà nó dùng rất là ổn ha. Mạng thì vẫn dùng bình thường, đây mình đang kết nối wifi đây ha. Đây nè, nó chạy nhanh lắm, nói chung cái nó chạy dèo dèo dèo, nó không có như mấy cái bản thương mại đâu, đó là mình nói thiệt.
Nếu mà anh em nào mà biết mà hỏi em mà biết tìm hiểu thì mình khuyên đấy, mình nên lấy con này. Còn nếu mà anh em nào sợ bị lừa rồi thì thôi. Cho còn mình là mình bán thợ, rin bao rin hết. Rồi anh em nào có nhu cầu thì nếu mà thiện chí thì gọi ha, mình view lại góc trước cho này. Đó. Nói chung nhìn nó cái kiểu nó nồi đồng cối đá ghê gớm lắm. Nó nặng lắm, nó không như mấy cái bản thị trường đâu nha. Nó không có như cái bản thị trường đâu, nó nặng hơn rất là nhiều. Nó dạng như cái nồi đồng cối đá mà hàng này là hàng nội địa, nó dành nội địa của Mỹ. Rồi anh em nào mà thiện chí có ý định mua thì gọi cho mình ha. Rồi cái giá mình nói lại, mình bán cái này là 6 triệu nha, là chỉ gồm máy với lại adapter thôi. Đó, mình view lại một lần nữa cho mọi người coi nè. Đó, cái nó chỉ có bị cái chỗ này nó hơi bị móp móp cấn do mình bọc ba lô thôi nè. Đó, đó, nó hơi bị mô lên một xíu thôi, còn lại là nó đẹp. Mặt này là mặt mặt nhôm nha, nhôm chứ không phải là mấy cái mặt nhựa như hàng thị trường đâu. Đặc thù của những cái hàng ở Mỹ là nó như vậy á, chứ nó không phải như hàng thị trường. Hàng thị trường mình hai mấy triệu cũng chỉ là mặt nhựa thôi, không có cái nào mặt nhôm gì hết đâu, dễ phân biệt lắm ấy. Rất nặng. Rồi anh em nào máu cùng gu, thích sưu tầm, thích chơi hàng chuẩn, hàng second hand thì gọi thôi. Rồi vậy ha. Ồ nặng lắm. Rồi chào mọi người.